Như là vườn thanh long của nhà nhé, đang đâm hoa quả đây. Cái thanh long cực sạch luôn, em chẳng sử dụng cái gì cả, mỗi phần chuồng, phần xanh, nhổ cỏ phủ gốc, thỉnh thoảng bón chút kali cho nó ngọt quả đấy, đào hoa rất nhiều luôn. Các bác có nhu cầu thì bây giờ là bắt đầu có rồi, nhưng mà ít, số lượng quả chín chưa nhiều, bây giờ cắt cho được thẩm yến 20-30 ngày nữa, số lượng sẽ rất là nhiều, hoa nó như hoa quỳnh luôn. Đây là mấy cái gốc ở trên này. Này ra ít hơn góc bên kia. Vườn thanh long quả tôm này hóa ra nhiều lắm, này chụp lại lượng quả năm nay thì chắc là tương đối nhiều. Lượng hoa nó ra như thế này rồi, một cây ra hoa nhiều như thế này à, chắc là sẽ nhiều. Mấy cái cây trồng ở trước cửa, mấy cái cây trồng ở dàn dưới đấy, cũng ra hoa nhiều lắm. Nhìn xiên một cái dãy này đẹp thế nhỉ. Trồng hoa quỳnh làm gì, nhưng hoa này chỉ được ngắm buổi sáng đẹp lắm này. Xiên cái là ái da. Cây ra nhiều, cây ra nó bùng đẹp lắm. Đấy, dự là năm nay là quả sẽ nhiều nhá. Các bác khu vực này chỉ gốc bài mà muốn ăn thanh long sạch thì em hứa các bác luôn cực sạch luôn, cái này em bóc em ăn luôn tại vườn, vì em không phun phía cái gì luôn, không có phun, chỉ bón ít phân thôi, ít kali, gọi là nếu mà nói hóa học thì chỉ có ít kali để cho nó ngọt quả, còn đâu chỉ dùng phân giun, phân chuồng đấy, xong là em nhổ cỏ để khô ủ gốc nó đẹp lắm. Năm nay quả không phải nghĩ này, bùng hoa như này và đi chụp. Đấy, bình thường mấy năm trước ít thì còn lấy từ bóng chụp được, nhưng như năm nay mà nhiều như thế này thì chịu, phải chụp bằng niềm tin. Em cũng không dùng cái thuốc vuốt tai vuốt tiết gì cả, cho nên là em không, bất cứ các loại thuốc hóa học nào em không dùng. Thanh long thì người ta bán, người ta mà dùng thuốc nó hiệu quả lắm, thuốc kích hoa rồi kích quả rồi vuốt tai rất là nhiều, quả rất đẹp, nhưng em chẳng dùng cái gì cả nên cái quả của em nó không được đẹp lắm. Đấy, nên là mẫu mã thôi. Đây, quả nhỏ nhỏ nắm đấm cũng đẹp mà. Đây là cái vườn thanh long năm nay là sang năm thứ tư, rồi bắt đầu vào chính năm năm bốn, bắt đầu khai thác của năm thứ tư. Năm nay ra nhiều lắm, năm thứ tư này thì chắc đến cuối là tháng 10, tháng 11 nó phải tỉa bớt những cây ở bên trong, cái tán trong nó không có quả đâu, không thấy nó ra hoa thì đương nhiên không có quả. Đây quả quả thanh long này nhé, đây quả mới. Thế bình thường nếu mà người ta ở dưới cái suối người ta dùng cái vuốt tai, tai hoa thanh long dai, mình chẳng dùng cái gì cả, đất có sao thì ta xào vậy. Đấy, bác nào mà muốn ăn thanh long thì tại này chị nhá, bây giờ thì vẫn còn hơi ít quả chưa nhiều, còn với cái lượt hoa, cái lượt đổ hoa này nó rộ như thế này thì chắc cũng được tồn tại tiền tạ các bác nhé.